Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày bính tí tháng Kỵ Sửu năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim quỹ giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ mạo tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh dạn hạ thủy ngày bính tý tức chi khắc can nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày hùng. về nạp âm dạn hạ thủy kỷ tuổi canh ngọ mậu ngọ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục sông với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh ngọ mậu ngọ tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành tốt mọi việc sao cát khánh tốt mọi việc sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao lục hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao họa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao nguyệt kín chuyện sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao phủ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Tý đang có sự xa sút đáng kể. Bạn mệnh tuổi Tý nên cẩn thận trong ngày hôm nay và những vấn đề liên quan tới tài chính đang có điểm báo hao tài tốn của rất đến gần với bạn. Dù đi đâu hay làm gì thì với bạn tuổi Tý cũng nên có kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tránh những khoản phát sinh ngoài dự kiến do sự bất cận của mình gây ra. Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt không phải dễ dàng chút nào, vì vậy bạn cần biết quý trọng nó. Và trong ngày thứ năm này, đối với bà tử tí xét về mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc thì ngày này với bà tử tí đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cho nên với bà tử tí, cần phải chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Công việc bận rộn, cuốn đi khiến cho bạn quên đi mất, phải chăm sóc cho bản thân mình. Vì vậy, sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Bạn đừng có làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ. Hãy luôn nhớ rằng có sức khỏe là có tất cả. Cứ vùi đầu vào công việc mà quên cho chăm sóc cho bản thân, bạn sẽ thấy hối hận về sau này. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tài lộc xa sút nên cố gắng làm việc để tăng thêm thu nhập, có nhiều tiền thưởng tết. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy chi tiêu hợp lý để tránh thất thoát về tiền bạc vì những thứ không thực sự cần thiết tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sức khỏe là vốn quý nhất của con người nên biết quý trọng tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo thể trạng của bạn tốt nhất tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dễ gây ra họa mất tiền nên cẩn trọng túi tiền của mình và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày rất chi là hạnh phúc trong chuyện tình cảm lứa đôi bạn mệnh tuổi Sửu đang có được cho mình một người bạn đời lý tưởng một người biết chung vai sắt cánh ở bên bạn bất cứ lúc nào bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi sửu bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tý xỉu nhị hợp thủy cục nâng cao đôi cánh cho tình yêu của hai bạn được bay xa bay cao hơn vươn tới những khoảng trời đầy mơ ước bạn và người ấy sẽ có những phút giây tự chừng như là bình thường nhưng vô cùng là đáng nhớ bên nhau Bên cạnh đó, vận trình ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày cố chính quan trợ mệnh, dự báo cho bạn đang có được vận thế tài lộc rất chi là khởi sắc. Bạn dựa vào năng lực của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công mà không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Với bà tuổi Sửu, những nỗ lực và cố gắng ấy của bạn sẽ giúp cho bạn có được nguồn thu nhập đáng kể giúp cho bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu hơn trong thời gian Tết tới gần. Và bạn hãy cứ phát huy phong độ ấy của mình, bạn sẽ trở thành con giáp bùng nổ trong năm 2021, cuộc sống trải đầy thảm hoa hồng. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, thay vì dành thời gian tán gẫu bạn hãy tập trung vào công việc của mình nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nỗ lực phấn đấu hết mình thành công gọi mời tương lai rạng rỡ tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa công việc được thuận lợi con đường tương lai rộng mở bạn hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình hơn nữa tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ tự thân vận động tài lộc được bền vững tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tình cảm được tốt đẹp đôi lứa yêu thương cuốn quýt bên nhau, tạo nên những khoảnh khắc nồng nàn, ngọt ngào và rất hạnh phúc. Về đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhất phù trợ tuổi Tuất tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh chia trợ cho bạn, cho nên con đường tài lộc của bạn đang có được báo hiệu thăng tín không ngừng, với bạn tuổi dần, bạn kiếm tiền một cách dễ dàng, bạn mệnh như được chấp thêm đôi cánh, chẳng chút khó khăn trong gai nào ngáng trở, giúp cho bạn băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Ngày này với bạn tuổi dần, bạn có khá nhiều kế hoạch và hoài bão trong tương lai với những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên, đó là động lực để cho bạn tuổi dần cố gắng không ngừng nghỉ để giành được những gì mình mong muốn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này cũng đang có được những dấu hiệu khởi sắc bạn mệnh có thể bày tỏ tình cảm của mình với người mình cảm mến đã lâu trong ngày hôm nay và đây là thời điểm tốt để cho bạn kết thúc mối tình đơn phương của mình cho bản thân mình cơ hội để được nếm trải hạnh phúc lứa đôi với các bạn đã có gia đình rồi ạ thì đừng có mãi chờ một dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện tình cảm của mình với người ấy. Bởi tình cảm cần có sự vun đắp mỗi ngày, tình yêu cần được hâm nóng luôn luôn, hãy tạo cho người ấy một sự bất ngờ nhô nhỏ để hôn nhân thêm phần mặn nồng, thám thiết và hạnh phúc ấm áp hơn về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy dễ dàng vượt qua mọi nguy nan băng băng tín về phía trước tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa con đường tài lộc vượt phát dự báo có được một ngày làm việc nhiều may mắn và hiệu quả tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ khả năng sáng tạo vượt bậc có những lý tưởng độc đáo được mọi người thán phục tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đào hoa khởi vượng dễ tìm được hạnh phúc thực sự tình cảm nồng nàn thám thiết tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có bất ngờ ghé thăm hại giang tay chào đón và trải nghiệm vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên với bà tuổi mão đang có điểm báo dễ vướng vào những rắc rối không đâu với đâu. Cách nói năng thẳng thắn, bộc trực của bạn khiến cho người khác cảm thấy không hài lòng, cho nên sẽ đơm đặt thị phi, nói xấu sau lưng bạn có lẽ với bạn tự mão nên học cách nói chuyện khéo léo và uyển chuyển hơn để tránh những hiểu lầm không đáng có cũng như là những tai họa dán xuống một cách bất ngờ kiểm soát được lời nói của mình là phước đức lớn nhất trên đời lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cùng với đó trong ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh càng khiến cho quân đường tài lộc của bạn tuổi áo thêm phần u ám bạn mệnh dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp ở nơi công sở công sức của bạn không được công nhận vì mối quan hệ giữa bạn với một số người không được tốt và với bạn tuổi áo, cần phải cố gắng khắc phục điều này tìm cách kéo gần khoảng cách giữa bạn với đồng nghiệp đừng quá đặt nặng tình cảm cá nhân mà hãy giữ cho công việc là tiêu chí hàng đầu trong các mối quan hệ đó điều này làm cho họ hiểu bạn không có ý định xấu gì đối với miếng cơm manh áo của họ mà chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng của lợi mà thôi về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy dễ vướng rắc rối do sự bảo thủ cứng nhắc của bản thân tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa họ, nên hào cách ăn nói uyển chuyển khéo léo hơn để vừa được việc lại vừa được lòng mọi người tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dễ gặp những chuyện nảy sinh ngoài ý muốn nên chuẩn bị tâm lý chủ động để đối phó tử vi tuổi tân mão thuộc mộc dị hòa vi quý, hòa đồng với tập thể sẽ có lợi cho công danh sự nghiệp của bản thân. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, duy trì tinh thần lạc quan là điều cốt lõi giúp cho bạn mệnh vượt qua mọi khó khăn trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu bạn có rất nhiều thuận lợi trong công việc cũng như là về mặt tài lộc ngày hôm nay và với bạn tuổi thìn bạn đang được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách đáng tự hào cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ cho bạn. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh với những thành tích xuất sắc mà bạn tuổi thìn có thể có được khiến cho tiểu nhân ganh ghét tức tối và muốn tìm cách phá hoại bạn. Bạn mệnh nên cẩn thận với những người tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn trong ngày hôm nay. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khắc thì ngày này với bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung dự báo cái chuyện tình cảm của bạn không được sun xịa cho lắm. Dù tình cảm đã lên một nấc thang mới nhưng sóng gió cứ kéo đến khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Và với bạn tuổi thìn, bạn cứ nghĩ rằng có tình yêu là sẽ có thể vượt qua được tất cả. Nhưng tới hôm nay, bạn mới chợt nhận ra có quá nhiều điều ngăn trở mình tới kinh đô của hạnh phúc. Dường như với bạn tuổi thìn đã sai lầm, đó là điều mà bạn không khỏi suy nghĩ và đôi khi con tim của bạn nhối đau khi sự thật nói rằng điều đó phần nào là đúng với bạn. Vài từ vi tuổi giáp thìn thuộc họ hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đã đặt ra, bạn đang có được sự tán dương của mọi người. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, kiên định lập trường, cứng rắn đối mặt với kẻ xấu, tránh để chúng hạm hại mình. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, hãy là chính mình, đừng dao động bởi những lời nói và hành động của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, dễ bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao với mình. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi, do không ai chịu nhún nhường. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 8, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu bạn nên đón tin mừng để chuẩn bị đón chào tài lộc sắp đến bạn đang có được thiên tài dẫn đường trị lối bạn mệnh không chút hoang mang lo sợ mà mất tự tin với những quyết định của mình an tâm vững bước với con đường ở phía trước sự can đảm của bạn tuổi tỵ khiến cho nhiều người nể phục và tin tưởng giúp cho hành trình mới mẹ của bạn không còn đơn độc. Bạn được trợ giúp để tìm được cho mình mục tiêu dù nhiều trông gai nhưng thành quả mà bạn nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho tất cả những gì mà bạn phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Với bà tuổi tỷ, công việc của bạn tuy là được thuận lợi, nhưng trong ngày hôm nay lại đang gặp ngày có ngũ hành, hỏa thủy xung khắc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được mấy vui vẻ, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi khiến cho vết rạn nứt giữa hai người ngày càng lớn hơn. Những bất đồng ý kiến đã khiến cho hai bên bị tổn thương sâu sắc, vết thương lòng khó có thể một sớm một chiều được hàn gắn và chữa lành lại được. Có lẽ hai người cần phải dành cho nhau những khoảng lặng riêng để suy nghĩ và xem xét lại những gì đã xảy ra. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tự tin với mọi quyết định, an tâm vững bước với con đường phía trước. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có được quý nhân giúp đỡ, công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không ai là hoàn hảo cả. Vì thế, bạn hãy biết lắng nghe và sửa đổi khi được mọi người góp ý. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, nên nắm bắt cơ hội thích nghi nhanh với xu thế của thời đại là con đường dễ dẫn đến thành công. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, vợ chồng thẳng thắn và bày tỏ quan điểm giải quyết những khúc mắc đang còn tồn động bấy lâu, tình cảm thêm phần gắn bó. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp. 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ Vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí Ngọ Mạo Dậu cho nên công việc của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm tính khí nóng nảy của bạn tử ngọ đã bộc phát khiến cho mọi chuyện vốn dị đã xấu nay lại càng tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Với bà tuổi ngọ, bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, cho dù có tức giận đến mấy cũng phải lấy công việc làm đầu, lấy đại cục làm trọng. Nếu không, những thành quả mà bạn đã giành được vất vả bấy lâu nay cũng sẽ thiêu cơn nóng giận mà tan biến lúc nào không hay bù lại ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của chính tài xuất hiện dẫn đường trị lối cho bạn cho nên với bà tuổi ngọ có khả năng được tăng lương nhận thưởng với những nỗ lực cố gắng của bạn trong suốt thời gian vừa qua nay được bù đắp lại bằng một kết quả xứng đáng với bạn với bà tuổi ngọ tưởng chừng như những việc mình làm chỉ là vô ích nhưng thực sự chẳng có điều gì được hy sinh mà không được bù đắp. Bạn hãy cứ làm tốt công việc của mình, bạn sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất cho những cố gắng của bạn. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nên biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, đừng để con tim lấn át quá nhiều, dễ nhận tổn thương. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, nóng nảy, dễ làm hỏng mọi chuyện tự rức rắc rối cho mình. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cố gắng làm tốt mọi việc sẽ thu được thành quả xứng đáng. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ lấy đại cuộc làm đầu, đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà đánh mất đi tất cả. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc thu nhập có dấu hiệu thăng tín, cố gắng hơn sẽ thu về được nhiều hơn. Vài đánh giá của ba tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, tí mùi tương hại. Cho nên với bạn tuổi mùi đang đứng trước nguy cơ gặp phải những rắc rối trong chuyện tiền bạc do kẻ tiểu nhân rắp tâm bảy miêu giáng họa cho bạn. Với bạn tuổi mùi, bạn nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ cố tâm địa xấu xa cho nên rất dễ bị mắc bẫy của kẻ tiểu nhân bạn tuổi mùi bạn đừng nghĩ là khi mình đối xử tốt với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử tốt với mình như vậy. Thế giới này không công bằng và có đủ mọi loại người. Vì thế, bạn nên học cách tự bảo vệ bản thân mình, tự cứu lấy bản thân mình trước khi chờ người khác tới cứu. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, bà lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh chia chở cho bạn cho nên bạn đang có được sự nghiệp rất chi là tăng tín không ngừng. Lòng khao khát chiến tháng khiến cho bạn có được sự tập trung, toàn tâm toàn lực vào công việc và quyết tâm giành được những gì mình mong muốn. Với bạn mệnh tuổi mùi, không màn tới những xung đột xung quanh, cũng chẳng nề hà khó khăn gian khổ mà luôn tập trung vào mục tiêu của mình đã đề ra. Do đó, bạn dễ dàng đạt được những thứ như kỳ vọng mà mình đã đặt ra lúc ban đầu. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tiểu nhân bảy mưu hạm hại, dễ mất tiền oan nên hết sức cẩn thận, đề phòng. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy nên học cách tự bảo vệ chính mình thay vì đợi người khác đến hỗ trợ cứu giúp. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa trong các mối quan hệ xã giao hãy biết lắng nghe, đừng nên bảo thủ. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tập trung vào mục tiêu của mình đã đề ra sẽ dễ dàng đạt được mọi thứ như kỳ vọng đã đặt ra lúc đầu. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc khao khát chiến thắng, quyết tâm đến cùng sẽ đem đến thành công rực rỡ hơn với bạn. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu thơ, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn cực kỳ là khởi sắc với bà tử thân đang có được báo hiệu thăng quan tín chức có sự thay đổi về địa vị trong công việc có thể những thay đổi bất ngờ đó chưa hẳn đã là những gì bạn mong muốn cuối cùng. Nhưng với bà tuổi thân, còn cả một chặng đường dài ở phía trước. Vì thế, hãy cứ hài lòng và cố gắng phấn đấu ở những vị trí mới, công việc mới. Rồi, may mắn sẽ mỉm cười với bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy, cho nên về phương diện tình cảm của bạn lại không được xuân sẻ cho lắm. Bạn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, nhưng lại không được đáp trả lại tình cảm như mong đợi, cho nên tâm trạng lúc nào cũng ủ rột, buồn chán. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thân là đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện chua đi. Bạn hãy làm mọi chuyện đơn giản chỉ vì bạn muốn làm và để mọi thứ đến thật tự nhiên, không có gượng ép, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Về từ vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, thăng quan tiến chức. Có sự thay đổi về địa vị trong công việc, từ vi tuổi bính thân, thuộc họ, hài lòng với hiện tại và cố gắng phấn đấu hết mình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ, hãy cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc, thắng không kiêu, bại không nản, khó khăn vẫn tìm thấy hướng đi phù hợp cho bản thân. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim, thay đổi là điều hiển nhiên trong cuộc sống nên chấp nhận và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thìn, tụi tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành, tí Dậu tương phá, đem đến cho bạn có một ngày không được mấy suôn sẻ trong công việc cũng như là con đường tài lộc với mình. Bạn mệnh tuổi Dậu nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt là với các kế hoạch về đầu tư để tránh tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc với mình với bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay cũng có thể bị chia mắt bởi những thủ thuật khó lường hay là bị dẫn đường bởi nguồn lợi khổng lồ trước mắt mà quên mất không kiểm tra lại những cạm bẫy dưới chân mình và may mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dậu bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi dậu đang có được những tin báo tốt lành về chuyện tình cảm trải qua những tháng ngày gắn bó bên nhau đủ để cho bạn hiểu được tầm quan trọng của người ấy trong cuộc đời của mình. Luôn cố gắng làm mọi việc để vun viến cho tổ ấm, lúc nào cũng hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng đừng có vội vàng hấp tấp mà chọn nhầm người không thật tâm với mình. Thà muộn mà hạnh phúc còn hơn là sớm, dễ đổ vỡ, chia lìa. Cứ chậm mà chắc, để vạn sự tùy duyên, ông tư bà Nguyệt sẽ ắt xe duyên cho bạn có được người phù hợp nhất. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, cẩn trọng trong các kế hoạch về đầu tư để tránh tiền bạc bị thất thoát. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, vì tình nghĩa vợ chồng, hãy bao dung, bộ qua những lỗi lầm cho nhau, cùng nuôi dạy con cái và vun vén hạnh phúc gia đình. Từ vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ, đừng vì cái lợi trước mắt mà dao động rồi tự đẩy bản thân mình vào rắc rối, ngọa cụt, Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, san sẻ việc nhà, hỗ trợ nhau trong công việc, động viên nhau khi khó khăn sẽ giúp cho hôn nhân bền vững hơn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, sống yên bình, hạnh phúc với hiện tại, hài lòng với những thứ mình đang có. và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho thấy với bạn mệnh tuổi tuất đang bị chia mở lý trí không biết nên tự đưa ra lựa chọn sao cho hợp lý khi phải đứng trước các quyết định quan trọng con đường tài lộc của bạn theo đó cũng không có được dấu hiệu thăng tín trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi tuất nên nhớ rằng tương lai phía trước đang nằm trong tay mình chỉ một chút sơ suất cũng sẽ khiến cho bản thân của bạn phải hối hận về sau này. Nếu như bạn đang do dự hay là gặp khúc mắc khó giải quyết, bạn mạnh nên tìm đến những người có nhiều kinh nghiệm đi trước để xin lời khuyên. Sự từng trải của họ sẽ giúp cho bạn có được cái nhìn thông suốt hơn. Xét về quy luật ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn tử Tuất trong ngày hôm nay lại chưa đi đến đâu. Tình duyên chưa tới, có ép cũng chẳng nên duyên. Cho dù bạn cố gắng rất nhiều để giành được trái tim của người ấy, nhưng tình cảm không thể nào cố gắng mà có được. Nên tới sau cùng, bạn vẫn ôm mộng mà lãng quên cuộc tình đau khổ ấy mà thôi. Và với bạn tuổi Tuất, bạn đừng quá bi quan, bởi ở đâu vẫn có một nửa của bạn đang chờ bạn đến, ngày đó xa hay là gần, chẳng ai có thể nói trước được. Nhưng vận mệnh là do chúng ta nắm trong tay, chỉ cần bạn muốn và có dụng tâm chân thành thì tình cảm của bạn sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ vận đào hoa nở rộ đối với những bạn đang còn độc thân có khả năng gặp được tri âm từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ xem xét phán đoán mọi việc tỉ mỉ, kỹ lưỡng để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Từ vi tuổi mạo tuất thuộc mộc, duyên chưa tới, hãy cứ vui tận hưởng cuộc sống độc thân. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, đừng tự gây áp lực cho mình bởi chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, cẩn trọng trong công việc kẻ bị tiểu nhân ngáng đường, đánh ở phía sau lưng và đánh giá của bạn tự Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi hợi, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày cố cục diện ngũ hành, hợi tý tư hội dự báo cho bà tuổi hợi trong ngày hôm nay đang có được vận quý nhân trợ lực, công danh sự nghiệp của bạn có được sự thăng tín không ngừng bất cứ vấn đề rắc rối nào khi rơi vào tay của bạn đều được xử lý trơn tru, nhanh gọn, khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Nhờ những thành tích xuất sắc mà bạn tuổi hợi đã đạt được, bạn mạnh rất có thể sẽ được cấp trên động viên cả về mặt tinh thần và vật chất nữa. Tiền vào túi ào ào như nước với bạn tuổi hợi có thể tin tưởng vào bản thân mình cũng như là công việc mà mình đã lựa chọn và cố gắng hết mình để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy tâm trạng của bạn lại không được tốt cho lắm, cũng khiến cho bạn thiếu đi sự kiểm soát tình cảm. Bạn cứ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình mà không quan tâm tới người ấy, khiến cho nữ kia phải chịu nhiều ấm ức bởi tính khí của bạn. Và với bạn tuổi hợi, đừng mãi ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy. Sẽ có ngày bạn phải hối hận vì đã bỏ bơ cảm xúc của mọi người, vì đã làm tổn thương những người mình yêu thương nhất. Bạn hãy dừng lại trước khi quá muộn, đừng để chua cảm xúc đi quá xa và gây nên nhiều sự đổ vỡ. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa dị hòa vi quý là điều nên làm khi đối mặt với những mâu thuẫn. Đừng để chua cảm xúc lấn át lý trí mà có những hành động sai lầm. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm vợ đợi vợ chồng nếu muốn duy trì bền vững thì phải có sự cố gắng vun viến từ cả hai phía. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công việc thuận lợi dễ gặt hái được nhiều thành công. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, tình cảm vợ chồng sẽ gặp trục trặc vì cái tôi quá lớn của cả hai bên nên thẳng thắn ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, tinh thần làm việc nghiêm túc, hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả xứng đáng cho bạn. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.